Anh em đang cần một giả lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo đi Player ở đường link dưới phần mô tả video của anh em nhé. Như vậy là với mong muốn của anh em thì mình cũng đã cày quốc chung với cả 500 anh em ở chung một cái server mới nhất ở thời điểm hiện tại luôn cho nó vui anh em nhé và gần 500 anh em rồi anh em ơi cụ thể là 90 người là 90 người tham gia ở trong group zalo còn lại thì bao nhiêu người chơi game mình chưa biết okay. nhưng mà thôi cứ chơi cái đã đúng đúng và ngay vào đầu tiên thì ối rồi game cho mình ngay con nhân vật tên đúng con người yêu cũ của mình ừ. không thể tin được nhưng mà tên đệm của nó lại là công ô oh, đây là thằng rồi thằng fan công giang rồi không phải là con giang người yêu cũ của mình mày quá anh em ạ à thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục là chặt cây nha anh em ơi Ngày đầu tiên cùng 500 anh em cực kỳ là hào hức nha Và để cho anh em không phải xem quảng cáo Thì mình đã quốc cái thẻ tháng rồi anh em ạ à. Đây, tăng tốc chặt lên nha Thì nó sẽ nhanh hơn và nó đỡ mệt hơn Mình sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác Rồi, mình sẽ check qua một số những phần quà nha Đây này, quan trọng là cái quỹ tiên thụ anh em ạ à. Đấy, cái đấy nó mới gọi là nhiều đào Ok, bây giờ mình sẽ giảm thời gian ở đây nha Đấy, không cần phải xem quảng cáo anh em ơi Còn lại ở đây Là cần 18 à, mình sẽ chỉ dùng 17 bình thôi đó bởi vì còn 25 giây thì sẽ chạy từ từ và nó sẽ lên đỡ phí một bình anh em nhé Trong này thì là phúc địa đúng không? Phúc địa thì mình uh, chơi thủ công thôi Bởi vì mấy ngày đầu thì chưa có cái gì để mà auto cả anh em ạ à. Ui! Level 4 Ôi, Ông nào nó cướp mất rồi Này! Ui đào level 4 Oh no! Cây số 6 Lên luôn! Sảnh nhiệm vụ hỗ trợ nha Bang của mình đâu? Hỗ trợ với Linh thú À em linh thú này thì là trị giá 25k Nạp đầu anh em nhá <laughs> Nhấp chọn ở đây thì mình chọn em này đi Ok Rồi Lượt free Lượt free Ông già Ok thôi thời điểm đầu thì vẫn cứ ô yên vào ông già cái để cho nó tăng yêu lực anh em ơi Ôi có em gì đây Niên à À nhầm kế mông kế mông Làm mới thêm vài phát anh em ạ Hai Đây rồi thêm một em ông già nữa này Ui rồi toàn nghề Ứng ừ, lòng đâu Ui kiểu vĩ hồ này Tiếc thế Ôi rồi có ong già nhưng mà vẫn không thấy đó chính là ứng long đâu anh em ạ à. oh no u là trời đây rồi thêm một em ong già nữa túi linh thú đã đầy rồi cả thế để mình xem xem nào em này là cường hóa sát thương bạo này suy yếu trị liệu này liên kích suy yếu trị liệu hmm, cũng thốn nha nốt trưởng đi à thôi mình sẽ chọn cường hóa sát thương bạo đi đấy cộng vào đây Thực ra thì cứ dòng nào mà nó phẩm cao hơn thì mình chọn á Thì nó sẽ ok là ổn đáp anh em nhé Bởi vì nó sẽ tăng được nhiều Ôi cường hóa linh thú luôn này Ha 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 Thêm em này nữa Liền kích luôn ạ Ơ thì cũng được Triệu hồi linh thú Tiếp tục là ông già đây Một em Làm mới thêm này Ừm Ừm Ứng long Anh long Nhưng mà Hết mức người linh thạch rồi Ôi rồi phải làm gì đây vào server này thì anh em thông cảm cho mình nhá bởi vì nếu như anh em vào bang mà không đổi tên thành top thì bắt buộc là mình phải trục xuất ra khỏi bang mà thôi để dành slot dành cho những anh em ở trong group đang không có chỗ mà vào đây này anh em ơi đó anh em có thể thấy tất cả những thành viên ở trong bang của mình đều là top Yeah, và sau một hồi ấy đi làm nhiệm vụ thì cuối cùng là mình cũng có thể mua thêm đủ cái kháng choáng nữa anh em nhé. Với cái kháng choáng này thì mình sẽ không sợ anh em nào mà chơi choáng các kiểu của đa điểm. Với cả mình cũng đầu tư thêm một cái kháng liên kích nữa Vì giai đoạn đầu kiểu gì chả có nhiều anh em chơi liên bạo để đánh dị thú xâm lược đúng không Cho nên là kháng liên kích là hợp lý rồi tất cả đôi khi đi đánh bot Đi đánh phọ bản là kiểu gì nó cũng có liên kịch Thế là mình phải kháng liên kịch anh em ạ à. Ok À đúng rồi, bây giờ thì mình cũng phải đeo cái kháng liên kích để có thể là đi vượt phó bản đây anh em ơi. Chà, vượt ải 3.9 là mình có thể độ kiếp thêm một phát nữa rồi anh đi nào Hy vọng rằng là với cái vật cưới này của mình Thì có đủ sát thương cũng như là sức chống chịu Để có thể múc con bọ cạp vào nha anh em Đó Với ứng lòng của mình thì hoàn toàn có thể làm được điều đó thôi Cực kỳ là easy anh em nhé Tiếp tục này Úi rồi Ứng lòng quá xịn nhỉ Em phát nữa đi Một vả Ai chẳng Hai vả Ba vả Bốn vả này Đau chưa Năm vả Sáu vả Và Ứng lòng làm nốt phần việc còn lại nha anh em 3.8 rồi Và bây giờ sẽ là 3.9 này Ai có liên kích kìa Ghê vậy sao Một phát nữa đi Một phát nữa đi Một phát nữa đi Và thế là mình đã xong cái hải 3.9 rồi Và với cái hải 3.9 này thì Mình sẽ độ kiếp được thêm một phát nữa anh em ơi Nào cho nốt con bọ cào này đi nha anh em Yeah Ngon lành like. Thêm một món trang bị nữa Yêu lực tăng lên và bây giờ là độ kiếp thôi anh em ơi Kim đan trung kỳ Cực kỳ là easy Lấy nào Hùm Hùm Đấy là mình sẽ góp thêm một vài tiếng xét nữa vào trong kỷ lục ở thành phố Hà Nội nha anh em. Nhưng mà sau một hồi đi vượt phó bản thì mình chợt nhận ra là tại sao mình lại phải mặc cái con cá xấu xí như vậy nhỉ? Trong khi đó mình có một cái skin cực kỳ đẹp dai nhận ngay đầu tiên cộng thêm một chút thuộc tính. Đấy, đeo vào chứ giật cá mình cứ tưởng là cái gì cơ và với pha độ kiếp này thì mình có thể là thay đổi ngoại quan cơ trông bắt đầu là cũng ngầu lòi hơn một chút rồi đấy anh em à <laughs> nguyên anh tiền kỳ nha sau khi mình đã lên được nguyên anh tiền kỳ thì mình đã đi vào trấn yêu tháp đánh cực kỳ là bùng lỗ anh em nhá với những cái chỉ số mình lấy đây thì ưu tiên những cái kiểu liên quan đến liên kích cường hóa linh thú nhạy bén để vào trong này có thể là đạt được những cái lợi thế nhất định với mấy con boss giờ hơi biết bơi này nhưng mình phải công nhận là ở giai đoạn đầu nếu như mà có được em ứng long sớm Đi Phó Bản, Đi Trấn Yêu Tháp, Đi Pk Nó đều có lợi hơn rất là nhiều so với những anh em nào mà không có ứng lòng nha Thế cho nên là mình đã bùng luôn vào cái quà đập đầu và sở hữu luôn một em ứng lòng Và sau một hồi đi Trấn Yêu Tháp cực kỳ là mệt mỏi Thì mình đã vã vào, vào đây cái thẻ chọn đời anh em nhé Trời ơi đất thôi thực sự luôn mình chả hiểu sao là cái Google Play của mình Nó bị thế nào mỗi một lần thanh toán nó đều hiện ra dòng chữ là thanh toán không thành công Do là bạn cần phải chọn lại quốc gia trời ơi áo ma vậy thế là mình lại phải lên iPhone sau đó là vào game bằng iPhone thì mới có thể là làm được nha rất chi là ối rồi nghe mạng. ạ à, nhưng mà cuối cùng thì cũng mở ra được cái tính năng huyết mạch thiên tiên trấn yêu tháp thì chúng ta sẽ có thêm được những cái linh chi và linh thảo thế đây là lần đầu tiên mình nhận được cái linh thảo thì cho nên là yêu lực tăng lên rất là nhiều huyết mạch mở ra kha khá lực chiến anh em ạ cái huyết mạch này thì ở giai đoạn đầu nó sẽ tăng cho chúng ta khá khá để bị yêu lực nha. Cho nên là mình sẽ xả hết 375 cái linh thảo này và không tích lũy lại bất kỳ cái gì cả. Yeah, có thêm một vài viên đá này. À, đối với những cái ấn ký kia thì mình sẽ ưu tiên là, là chọn cái ấn ký thanh long anh em nhé. Bởi vì là ấn ký thanh long thì sẽ giúp cho chúng ta mỗi một lần bạo kích thì sẽ được tăng thêm sát thương. He <laughs> he, quá là ngon đi. Nhưng nếu mà ra một vài cái huyết mạch kiểu như đằng xá thì mình cũng sẽ lấy nhá đây hòm hòm rồi đấy wow tăng được 3.800 điểm yêu lực yêu lực của mình sắp lên được 100 vạn này anh em ạ à. quá đây rồi anh em ơi mình đã có được em ứng long thứ hai oh dear dòng nó sẽ là gì đây trời ơi tại sao không phải là cường hóa linh thú cam cơ chứ nếu như không phải là cường hóa linh thú cam thì vẫn chưa là gì đâu anh em ơi chưa tài đâu mình sẽ reset thêm một vài lần nữa để xem xem có thêm em ứng lòng này không nha hoặc chí ít là cũng phải ra một chục em ong già để có thể là nâng cấp mạnh mẽ hơn mới được nhưng mà không anh em ạ à. thôi thì chắc vẫn phải giữ con ứng long ở giai đoạn đầu thôi còn con thứ hai này để đấy để trưng thôi anh em à à đây anh em ơi hết đào thế là mình lại vã thêm cái quỹ cây nữa anh em ạ à. có thêm 900 đào và khá khá cái tình bình thủy để có thể là giảm thời gian lên level của cây bên cạnh đó thì mình cũng sẽ đầu tư một chút vào cái gói siêu hời này để có thể là lấy thêm cái ngập lưu ly thôi thì anh Long chẳng ra thì mình đành đầu tư vào anh chuột vậy có thêm tầm 5 6 em chuột thì đi đào sẽ rất là nhiều đào nha anh em Ok nhận luôn rồi mình xin đây phúc điệu của mình bây giờ thì sẽ lấy thêm chuột nha Piu. thế là tổng cộng bây giờ mình đã có bao nhiêu hai em nữa cộng 4 em 6 em quá là ngon Ok đầu rồi cứ tình bình thủy level 3 trở nên là mình sẽ lụm luôn anh em nha để có thể là lên cây nhanh nhất có thể luôn khi mà mình lên được cây level 9 là mình sẽ chặt được hai phát cùng một lúc cơ rồi ô oh. lên lên luôn trời ơi ngon 62 bình thôi anh em ạ à. tiết kiệm 4 phút cũng phải tiết kiệm anh em nha chuẩn bị lên cây thứ 8 rồi oh yeah hai xì bà cuối cùng thì cũng lên được cây thứ 8 rồi 500 đào và 60 tên bình thủy mình xin luôn với cái tình bình thủy này đấy giảm được 5 tiếng đồng hồ 5 tiếng đồng hồ là còn 14 tiếng nữa thôi mình có thể lên được cây thứ 9 cha cha hào quá anh em ơi à. và thật là tình cờ anh em ơi bởi vì ở trong phần tinh quái khi mà mình đi chiêu mộ tinh quái anh em ạ à, thì ôi rồi ôi ai ngờ đâu nó lại giam phù tang một trong những em tinh quái đỏ cực kỳ ngon ở giai đoạn đầu game bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm một mạng nữa oh yeah! tất nhiên là cái bạn thứ hai nó chỉ hồi sinh được có mười mấy phần trăm máu thôi Thế nhưng mà cũng làm cái gì đấy Khắc chế nhẹ nhẹ được vào em ứng long Ồ Chỉ cần với em phù tang thôi Là mình sẽ có lợi thế rất nhiều rồi Và bên cạnh đó là mình cũng đã có em Sơn Gia Tinh Và em Đại Thụ Yêu Rồi mình sẽ kích hoạt cái duyên này nha Đại Thụ Yêu thì sẽ giúp cho mình cường hóa linh thú này Còn đâu thì Sơn Gia Tinh thì giúp cho mình Dưới 30% máu Sẽ hồi luôn à, HP cực kỳ nhiều anh em nhá Bây giờ thì mình sẽ đi test thử sức mạnh luôn Khi mà có em Đại Thụ Yêu Và em phù tang xem như thế nào nha cái con cá này Ui nhưng có vẻ là nó vẫn mạnh lắm anh em à Mạnh á à? Mạnh á à? Đấy có xương gia tinh cái Máu dưới 30% cái là hồi máu nhiều luôn Thế là vượt ải dễ dàng Quá là ngon anh em ạ à. Độ kiếp phát nữa anh em ơi Oh dear. Hóa thần rồi Không biết là khi mà hóa thần lên thì còn cầm cái xương cá nữa hay không Hay là cầm cái gì đấy Ít ra phải cầm cái chùi nhìn cho đỡ bôi nhách chứ đúng không Cầm quả xương cá nghe đói kém vai trưởng luôn anh em à À, tiên hữu này. Mình cũng phải nâng cấp tiên hữu dần lên thôi chứ nhỉ? Có mấy em làng anh thì mình đang cơ, nâng cấp được lên level 40 rồi để có thể là cộng thêm 25 đào mỗi khi mà càn quét khiêu chiến yêu vương. Còn lại mấy em kia thì mình cũng nâng cấp lên level 1 2 3 4 5 gì đó để chúng ta có thể làm một số những cái nhiệm vụ tỉ thí lấy thêm 10 20 30 đào. Ok, dù ngoạn cũng được khá khá nào chứ. Và quốc ATM thì nó lại bon quá anh em ạ. Ở đây thì mình đã quốc thêm một phát nữa vào quỹ trấn yêu Tháp rồi. Bên cạnh đó là cái quỹ tu vi thì mình cũng đã cuốc luôn một thẻ luôn anh em nhé Càng thẳng quá bởi vì là cái Google Play của mình nó bị đơ thơ lơ. Tự nhiên nào lại không nạp được cái thành ra là toàn phải nạp ở trên điện thoại Không thể nào mà quay lại màn hình cho anh em xem được cây vãi cái trưởng luôn Nó mất đi cảm xúc bâng khuâng hồi hộp cho anh em Chán thực sự luôn anh em ạ à. Nhưng mà không sao Dù sao thì mình cũng đã nâng cấp được lên Em ông già ngần này sao rồi Chẳng biết là bao nhiêu sao chỉ biết là năm sao tím rồi à. Đấy Công cộng thêm 41% HP 41% mà thủ 41% và cái dương pet đỏ đấy gì mình lấy luôn em chu tước anh em nhé bởi vì thời điểm này mình rất yêu thích em chu tước luôn quá là mạnh đi còn em ông già của mình thì đây cho anh em xem luôn cái dòng cường hóa sát thương bạo cực kỳ là ngon lành cảnh nào bởi vì sao bởi vì là ông già thì mang đi đánh dị thú xâm lược chủ yếu và nó cần ăn sát thương bạo là nhiều thế là sát thương bạo lên tăng thêm 37,5% phần trăm là ối rồi sát thương cái ra hơi bị ok đấy đùa với đi ra rùa đâu anh em nhá rồi cây của mình sắp chuẩn bị lên được cây thứ 9 rồi cố lên nào chỉ còn lại 5 phút nữa thôi anh em ơi là mình sẽ lên một cây thứ 9 nha và với cây thứ 9 nó ở trong phần tự động này mình sẽ có thể là nhặt được là hai phát cùng một lúc quá là ok tiết kiệm thời gian rất nhiều anh em ơi còn trong phần phúc điệu của mình với 6 con chuột thì cũng đang ui dụng cái gì đây mấy ông này ăn trộm mình hơi ghê nha mình có mấy vật phẩm thôi mà vào bú gần hết luôn ạ à. không sao mình sẽ đi bú của người khác đào ba thì ngon hơn <laughs> nào còn gì nữa không Đấy rồi, bình hai bình hai Ô in tất vào đây Ô in tất vào đây 25 phút à 25 phút cũng được Méo mó có hơn không anh em nha Trong lúc chờ đợi thì mình có 28 vé Chưa một tinh quái Thì mình sẽ chưa mộ nốt nhá Để xem được thêm một vài em gì xịn xò con bói không mười 18 vé u là trời, thêm mấy em sơn gia tinh nữa rồi Ngon quá Phát nữa Trời ơi, phát này chẳng được cái gì cả Rồi, nâng cấp em sơn gia tinh lên Được một bậc thôi bốn quá trời đi. Em này thì lên nó là vào năm, tuy nhiên là chả cần dùng đến. Liệu rằng là có kích hoạt duyên ấy không đây? Ui giời ơi, ngon ngay. Được có nó. 5k7 điểm yêu lực anh em nhá. Đâu rồi? 53 giây gì nữa? Trời ơi, lâu thế. Anh em cùng đếm ngược với mình nhá. 6 5 4 3 2 1 và đây rồi anh em ơi. Như vậy là mình đã lên được tiên thụ cấp 9 lại nhớ anh em hỗ trợ để lên được tiên thủ cấp 10 nhanh nhất có thể nha và tất nhiên rồi khi mà lên cấp thì với quý tiên thủ của mình sẽ có thêm 75 tinh bình thủy và 735 đào và giờ lại cắm mặt đi chặt cây thôi anh em ạ à. Ý vui mở server xem nào ok thêm 150 điểm nữa cũng được rồi giảm được 6 tiếng 15 phút nha anh em hỗ trợ mình với tiếp tục là auto thôi và tất nhiên là mình có thể để được hai thể lực một lần chặt nha anh em rồi ngon lành cái nào luôn và với cây thứ chín thì mình đã bắt đầu rơi ra À, cái vé chưa mộ tinh quái rồi Ok, thì anh em nhớ đón xem tập 2 để xem xem là mình và 500 anh em sẽ cây cuốc ở server này như thế nào nha Còn ra thì xin chào và hẹn gặp lại anh em, bye bye